Video Kim Mai xin chào hết cả nhà nha. Ngày mới chúc sức khỏe hết mọi người. Hôm nay mình nấu bánh canh giò heo cho cả nhà xem cho vui nha. Bây giờ mình ăn mình cái này mình cháy tỏi cho nó thơm thơm, xong rồi chút nữa mình cháy tỏi, chút nữa mình bỏ vô cái tô bánh canh ha, bỏ vô nồi cho nó thơm thơm. Nước sôi mới vừa bỏ vô, mình bỏ vô thì mình nấu bánh canh thường thường mình bỏ hành tím ra, hành lá vô cho nó thử cái mùi canh đi. Từ giờ heo hầm chừng nửa tiếng hơn 40 phút là chừng 40 phút là mềm, giờ heo mà mềm lắm. Giờ heo thường bánh canh giò heo thường được có huyết mà mình không có, bữa nay không có huyết cho nên mình ăn bánh canh giò heo với thịt. Đây là con tôm, tôm chút nữa mình thôi, tôm mình luộc sơ một cái đó, tôm mấy con tôm, chút nữa mình bỏ lên cái tô bánh canh. Canh giò heo xương vô. Con giò heo thì phải có giò heo, mình đem nha, mình đem cho các bạn xem. Cái miếng tí bột ngọt vô, muối vô, đường. Cho nên mình lấy ra, mình vớt ra. Nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi. Thank you.
phi à. Mình bỏ vô nồi luôn. Bánh canh, bánh canh mình đi luộc. Giờ heo chút nữa mình làm chén nước mắm. Chén nước mắm ớt. Canh của mình hấp dẫn không? Thường thường ta bỏ hột điều mà mỡ đó. Mình không bỏ hột điều nha. Điều cho nó có màu đẹp đẹp thôi mà mình muốn mình bỏ mà mình không có bỏ. Mình gì không có bỏ. Ở nhà ăn không cần phải đẹp đâu, miễn sao ngon là được bạn. Mình có được mấy con tôm. Lại cục thịt đùi. Đùi. Bánh canh của mình. Rồi bánh canh này nãy giờ khoảng 40 phút rồi. 40 phút này cũng được rồi. Là được rồi. Còn mình nào muốn ăn mềm nữa thì cái việc để lửa. Còn bên đây là mình. Rồi, bánh canh của mình cũng mềm luôn, chín luôn, mềm luôn rồi. Cho nên mình tắt lửa. Trên ráo xem mà mình kêu em đó, bánh canh của mình đã hoàn thành. Bữa nay mình có trái sầu riêng mình cho bả luôn. Bánh canh mình sau riêng của mình bự cho ba. Bây giờ mình đi sắc thịt.
Không có phúc rồi các bạn ạ. Cầm lên nhé. Còn tốt. Tinh thì phải có hệ. Tiêu vô, cũng cần phải có tiêu.
lần cũng đủ. Nồi bánh canh của mình cũng đã hoàn thành rồi nha. Nồi bánh canh của mình cũng đã hoàn thành rồi, nó cũng chín rồi. Nãy giờ 40 phút là chín rồi. Xương xong rồi, ok. À, cái tô bánh canh của mình đây nè. Mình quay cho cả nhà xem nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của gia đình nhà mình nha. À, cũng xong rồi, có cái này tô bánh canh này nó cũng có như là dễ thôi, chỉ là chan nước cho thôi. Còn này nước mắm ớt mình chấm lên thịt heo, nước mắm ớt thì mình chấm lên thịt luộc. Mình có dĩa rau sống ở ngoài mới hái vô, còn dĩa giò heo nữa. Dĩa giò heo nữa, ăn xong rồi chắc mình cũng phải ăn một miếng trái sầu riêng luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của mình. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, dồi dào sức khỏe nha. Bye bye.